Chào các em học sinh thân mến. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục tìm hiểu về chủ đề sự phát triển khoa học kỹ thuật văn hóa thế kỷ 18 đến đầu thế kỷ 20 nhé. Ở tiết trước chúng ta đã tìm hiểu về các thành tựu tiêu biểu và kỹ thuật. Thì như chúng ta đã tìm hiểu, khoa học kỹ thuật đã mang lại cuộc sống vật chất và tinh thần tốt đẹp hơn cho con người. Nhưng mặt khác, con người đã sử dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật đó để chế tạo ra vũ khí và phương tiện chiến tranh, gây thảm họa cho nhân loại qua hai cuộc chiến tranh thế giới. Giới thiệu với các em hình ảnh của hai thành phố Hiroshima và Nagasaki sau đợt bị Mỹ ném bom nguyên tử vào ngày 6 tháng 8 năm 1945. Thì các em có biết một quả bom nguyên tử có sức công phá như 20.000 tấn thuốc nổ TNT. Hậu quả của nó để lại là hàng chục vạn người chết và hàng chục vạn người khác bị thương. Những nạn nhân sống sót sẽ bị nhiễm chất phóng xạ từ bom nguyên tử và họ sẽ mắc những chứng bệnh không thể nào chữa khỏi như là bệnh ung thư, bệnh máu trắng, bệnh tuyệt sinh. Đây là hình ảnh những nạn nhân của bom nguyên tử và chất độc da cam. Chất độc da cam là một loại hóa chất được dùng để tiêu diệt sự sống mà Mỹ đã sử dụng trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Điều này các em sẽ được tìm hiểu ở phần lịch sử lớp 9 nhé. Như vậy là trên cơ sở của những thành tựu khoa học kỹ thuật tiêu biểu của thế kỷ 18, đầu thế kỷ 20, thì con người cũng đã biết kế thừa và phát huy và đã đạt được nhiều thành tựu rực rỡ ở thế kỷ 21, đó là vươn tới nền công nghiệp 4.0. sử dụng trí tuệ nhân tạo. Thì như các em biết, ngày nay trên thế giới có nhiều nước đã sử dụng trí tuệ nhân tạo và trí tuệ nhân tạo đã giúp ích rất nhiều cho cuộc sống cũng như cho sản xuất của nhân loại. Tuy nhiên, con người cũng cần phải biết khắc phục những hạn chế của khoa học kỹ thuật và sử dụng nó với phương châm là khoa học kỹ thuật phát triển phải phục vụ cho đời sống của con người và sử dụng cho một mục đích vì một tương lai tốt đẹp của nhân loại. Vì thế, chúng ta phải luôn cảnh giác và tìm cách ngăn chặn những mục đích đen tối khi sử dụng khoa học kỹ thuật vào những điều xấu xa các em nhé. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phần 1 La Mã. Giờ chúng ta sang phần 2 La Mã là những tiến bộ về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Phần này chúng ta có hai phần nhỏ. Một là khoa học tự nhiên và hai là khoa học xã hội. Chúng ta sẽ đi vào phần 1 nhỏ khoa học tự nhiên. Em hãy kể tên những nhà bác học và những phát minh vĩ đại về khoa học tự nhiên trong thế kỷ 18 đến đầu thế kỷ 20 mà em biết nè. Các em có thể tìm hiểu ở sách giáo khoa trang 52, trang 109 và 110 nhé. Trước hết về mặt vật lý thì có thuyết vạn vật hấp dẫn của Newton. Isaac Newton là một nhà toán học, là nhà vật lý, nhà thiên văn học và là nhà thần học. Người Anh, ông được công nhận rộng rãi là một trong những nhà toán học vĩ đại nhất và nhà khoa học có ảnh hưởng nhất mọi thời đại và là một hình ảnh điển hình trong cách mạng khoa học. Ông đã tìm ra thuyết vạn vật hấp dẫn trong một lần ngồi đọc sách
dưới gốc cây táo. Các em có thể tìm hiểu thêm về Isaac Newton và đường link tôi để cuối slide nhé. Tiếp theo là định luật bảo toàn vật chất và năng lượng của Lomonosov. Lomonosov là một nhà bác học người Nga, nhà khoa học và cũng là một nhà văn, người có nhiều đóng góp quan trọng cho văn học, giáo dục và khoa học. Đồng thời ra đời lý thuyết nguyên tử hiện đại và đặc biệt tiêu biểu là lý thuyết tương đối của Albert Einstein. Albert Einstein là một nhà vật lý, lý thuyết người Đức, được công nhận là một trong những nhà vật lý vĩ đại nhất mọi thời đại. Năm 1921, ông được trao giải Nobel vật lý cho những cống hiến của ông đối với vật lý lý thuyết và đặc biệt cho sự khám phá ra định luật của hiệu ứng quang điện. Về mặt sinh học, thì về lĩnh vực sinh học, có Purkinje đã phát hiện ra, khám phá ra sự phát triển của thực vật và đời sống của mô động vật. Purkinje là một nhà giải phẫu và sinh lý học người Cộng hòa Séc. Ông được xem là một trong những nhà khoa học nổi tiếng vào thời điểm đó. Ông xuất hiện trong buổi bình minh của bộ môn khoa học thần kinh và đóng một vai trò quan trọng khi mở đường cho bộ môn này phát triển. Các em có thể tìm hiểu thêm về Purkinje qua đường link cô để cuối slide nhé. Như vậy là tiếp tục chúng ta sẽ tìm hiểu đến thuyết tiến hóa và di truyền của Darwin. Darwin, ông là người đã phát hiện ra và chứng minh rằng mọi loài đều tiến hóa theo thời gian từ những tổ tiên chung qua một quá trình chọn lọc tự nhiên. Khám phá của Darwin là lý thuyết thống nhất cho các ngành khoa học sinh vật vì có thể đưa ra lời giải thích duy lý cho sự đa dạng loài. Các em có thể tìm hiểu về Darwin qua đường link YouTube có để dưới slide. Như vậy là những phát minh trên chứng tỏ rằng vạn vật biến chuyển vận động theo quy luật của nó. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu về ngành hóa học và các ngành khoa học về trái đất như là hải dương học, khí tượng học đều đạt những thành tựu to lớn. Giới thiệu với các em, đây là hình ảnh về ngành hải dương học và khí tượng học. Cô mời các em viết bài nhé. Các em có thể dừng video để viết bài cho thuận lợi hơn. Chúng ta tiếp tục qua phần 2 nhỏ, đó là khoa học xã hội. Em hãy kể tên những học thuyết tiêu biểu về khoa học xã hội và nêu vai trò của nó đối với đời sống sau loài người. Phần này các em có thể tìm hiểu ở trang 53, sách giáo khoa. Thì các ngành khoa học xã hội cũng có nhiều bước tiến mạnh mẽ. Thứ nhất là chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng của Feuerbach và Hegel. Thứ hai là chính trị kinh tế học tư sản của David Ricardo và Adam Smith. Adam Smith là cha đẻ của kinh tế học, hoặc là còn gọi là cha đẻ của chủ nghĩa tư bản. Tiếp tục là chủ nghĩa xã hội không tưởng của Saint-Simon và Robert Owen. Saint-Simon đã phê phán chủ nghĩa tư bản và tự do cạnh tranh. Ông chủ trương xây dựng một xã hội công bằng, trong đó đề cao lợi ích của đa số nhân dân lao động. Bên cạnh đó còn có Fourier. Tiếp theo là chủ nghĩa xã hội khoa học của
Karl Marx và Friedrich Engels. Karl Marx và Friedrich Engels, các em đã được tìm hiểu ở bài trước rồi đó. Thì như chúng ta đã biết, Karl Marx và Engels là những người cộng sản ở thế kỷ thứ 19. Hai ông đã sáng lập và phát triển chủ nghĩa cộng sản. Hai ông cũng là lãnh tụ của phong trào công nhân thế giới và quốc tế cộng sản. Với học thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học, hai ông đã đề ra đường lối đấu tranh đúng đắn cho giai cấp vô sản trong cuộc đấu tranh chống lại giai cấp tư sản. Những học thuyết khoa học xã hội đã có ý nghĩa là đã phá vào ý thức hệ phong kiến, tấn công vào giáo hội và giải thích rõ quy luật vận động của thế giới, thúc đẩy xã hội phát triển. Cô mời các em viết bài nhé. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Các em về nhà viết bài và học bài phần 2 La Mã, chuẩn bị phần 3 La Mã. Sách giáo khoa trang 54, 55, 110, 111 và 112 nhé. Chúc các em cuối tuần vui vẻ.